Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Đứng trước chúng ta đây là một những cái chậu cây linh sam. Các bác hãy cùng nhìn những cái cây linh sam ở đây. Rất đẹp đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến một cây thông. Mấy anh tao tiếp một cây sung. Có cái cây sung được phôi rất đẹp đấy. Phía bên ngoài các nhà vườn có rất nhiều cây đẹp. Đây là một cái cây dưới răng siêu rất đẹp luôn ạ. Đây là một cái phôi thôi. Đấy, phôi này bắt đầu đang được làm tay. Rồi, tiếp đến chúng ta nhìn một cái cây nguyệt quế rất đẹp đúng không ạ? Đây sẽ là một số phôi sung nữa này. Có rất nhiều phôi cây sung cảnh đúng không ạ? Vâng, ở đây nữa.